Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình chơi 12 trò. Mình chơi trò Grand Run trước. Trò này lại cập nhật rồi à? Đây là phiên bản Giáng sinh các bạn ạ. Cập nhật nhanh thế nhỉ, cập nhật nào mình không biết. Thế mà cái biểu tượng icon của trò chơi này nó không đổi. Nó vẫn giữ nguyên như là không biết. Vậy ông thì xếp vào cái danh sách những trò chơi cập nhật rồi. Vậy mình chơi một loạt ra. Con ngoài ngoài tinh trong game này nó cũng xuống để nó ăn 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 đáng trình rồi. Toàn hộp quà giữa đường chắn ngang đường này. Giáng sinh có một số nơi người ta bắn pháo hoa nhiều lắm, đẹp lắm. Wow. Trong game này không thấy bắn nữa. Tên 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 tên. Ôi trời. Bắn như tên đầu tên đâu. Ôi khủng long khủng long khủng long. Con tê rác. Bắn đi tên đầu ở đâu hết cả luôn. Ôi chút chết rồi. Khủng long. Khủng long lại còn đeo cái mũ. Mũ của Giáng sinh chứ. Ôi chết rồi, chết rồi. Mình như sang trò tiếp theo đó là Bendy Run. Mình sẽ đối mặt luôn, chạy luôn. Chạy tay trơn là không được đâu. Tay trơn là không chơi đâu. Né rất tốt. Hôm nay né rất tốt. Không giống hôm qua. Hôm qua né toàn chết thôi. Úi trời ơi. Một pha bay người lên thoát khỏi cái đường đạn. Như trong phim. Đúng là ra can dự trước cái đường đạn mà nên là mình bay tốt. Tuyệt vời. Phút thứ 400m. 400m vẫn nguyên máu. Hôm nay là sẽ đưa con boss này về với chầu trời luôn. Trước khi rơi là phải cho ngay miếng vào mồm. Ây à. Mày chết này. Còn nữa cơ. Úi dồi trượt rồi. Có những lúc đó, cái trò này mình điều khiển nó không được như ý muốn lắm nên là mày bị hay chết chứ. Úi dồi, bây giờ mình trúng viên đạn đầu tiên. Đồ
cần diệt cái con boss này rồi nó lại cho mình hai viên đạn vào đầu luôn. Có con nhỏ nhỏ nó đổi này. Có chịu chưa kìa. Đủ. Thua rồi. Mà mình vào trò party IO. Vậy nào. Chúng ta đang đợi người đây. Bắt luôn. Bắt. Ôi tôi chết rồi. Cứu tôi với. Người thanh niên này. Bắt luôn. Cái ông này không có ai này. Bắt. Mày chết này. Ném xuống. Bắt luôn cô này. Ôi cứu. Đù. Chết thật này. Mình đang đợi chơi ván khác. One go. Bắt luôn. Ném đây. Bắt luôn. Ôi mừng quá. Bắt luôn. Hai ông này đang ném nhau. Cái cô này rơi đúng rồi này. Có thanh niên này đây. Ngủ à? Bắt luôn. Người ngựa này. Win rồi đấy. Ấy, còn cô nàng này. Xuống. Đủ. Tức là chết cả mình luôn. Để xem còn trò nào không? Hoặc chúng ta hãy vào trò Helgrim. Tên, đi cái đường nào. Đi luôn đi. Chơi nhanh mà sạc pin. Con máy này của mình hôm nay cày cả ngày rồi hết pin rồi. Dòng này chơi game rất tốt các bạn. Đi chơi cả ngày không hết pin luôn. Sao đấy? Xì mất rồi. Chúng ta đổi địa hình đi. Sang cái địa hình này này. Đang ở trong địa hình Deep Red. Rừng sâu ấy. Thì nó đi qua cái đoạn này thì chú ý có cái con cá sấu nó há mồm ấy. Mình lao vào nó là chết dở. Băng qua những cái chướng ngại vật này quá đơn giản rồi. Mừng quá, cái con cá sấu này nó há ngậm mồm, nó không há mồm. Thì đến đây này, đến đoạn này này, nó có một con há mồm này. Từ từ thôi. Cái này còn nữa. Ôi nó lại há mồm rồi. Mình phải đi ngược rồi lấy xăng rồi, hết xăng rồi. Ô, không đi được rồi. Đủ cái này được. Đến đoạn này nó không cho đi ngược trở lại nữa đâu. Rất là xăng. Dừng chân đây quá đáng tiếc luôn. Chúng ta hãy sang Zombie Tsunami. Có rất nhiều sự kiện hay nhưng mà nó khoảng 7-8 ngày nữa mới bắt đầu cứ khai mạc thôi. Ta chờ tạm. Ôi nói chung là
chơi cái trò tsunami này thì mình là số 1 rồi. Chơi chắc nếu mà có thời gian thì chơi chắc cả bó chết đâu. Qua đây là mình giới thiệu ngắn các thể loại game nên là chỉ giới hạn trong vòng 2-3 phút thôi, nên là đành phải cho chết rồi. Chứ còn chơi không thì thường còn lâu mới chết. Cái phiên bản của mình là hoàn toàn là không có hack đâu nha. Mình đang chơi phiên bản không hack. Chứ mấy bạn cứ tải trên App Store thì toàn như thế là hack, chơi không tính. Đội của mình tại dân đồng 14 thành viên. Trò này cũng có tuổi đời lâu phết rồi. Từ cái hồi mà điện thoại Windows Phone vẫn còn đi. Sao mình chạm vào những quả bom thì nó biến thành vàng hết thế? Ô, quên mất. Biến thành vàng hết rồi. Chưa bao giờ thấy yêu những quả bom như vậy. À, chứ cái chạm ô tô vẫn nổ này. Thôi chết rồi, mất một nửa dân số rồi. Quảng. Rồi chúng ta sẽ sang cho Sky Teacher Today đi. Mà nào hay nhỉ? Này. Đây là màn chúng ta đi tìm một cái cưa. Cưa bỏ cái ghế này. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Tập thể dục buổi sáng rất là tốt. Ấy vậy. Let's go. Mình sẽ đi vào nhà kho tìm một cái cưa. Đây bày rất nhiều súp rồi, kiểu mà vào phát là được ăn luôn nhưng mình không ăn. Chúng ta đi tìm cưa đâu nhỉ? Ôi trong này không có cưa. À đây cưa đây. Cưa thì trong cái lược vậy. Hay quá rồi. Do không biết đường nên mình phải đi theo cái con đường này thôi. Con đường gần nhất để ra ngoài. Ra ngoài cái bể bơi. Ở ngoài này xa thật đấy. Tối quá nhờ, cái đằng này nó hơi góc nó hơi tối. Ồ, cái cốc đây chắc là ghế này đấy. Cưa luôn. Và bây giờ chúng ta trèo lên đây để ngắm. Một ngôi sao này. nhìn này. Lỗi à? Tôi bà giáo này. Đây bà giáo đây này. Chúng ta xem bà giáo ngồi đây không? À đây. Một, hai. Ui.
Oh my head. Win chat. Rồi mình sẽ sang cho subscribe Dolly Stickman. Có mấy cái trang phục trong này này. Spider-Man đấu với vua, đấu với King. Spider-Man không bắn tơ nhện mà chơi bẩn, chơi dùng cái dao này để tọc cái thương. Đủ. Ui may quá. Này quá trời. Quả này vỡ mồm rồi. Ui rồi. Ồ lần này chúng ta sẽ có một cái búa. Win luôn, đâm vào đấy chết luôn. Tên tên là ván 2 nhá. Đàn đi bà đấy. Làm sao mà sống được. À, chúng ta có khiên Captain. Chống như nào. Win rồi. Chơi trò này rất là khó mà thua luôn. À, cái súng này bắn cổng không gian nữa. Ấy à. Đấy, theo tính toán là thế. Đù. Ô đù, nó có kinh quá. Nếu mà mình bắn được cái góc này là được. Chỉ cho thanh niên kia. Ôi. Mày biến hóa khôn lường luôn. Ấy, win rồi. Ấy, kế hoạch là thế. Mình đi sang một cái phần sinh tồn này. Let's go. Không có ai nhỉ? Không có ai trong này nhỉ? Sao không có ai vậy? Đây rồi. Bắt đầu thích khách mà đến rồi. U đông không? Vãi hàng đông không? Mẹ còn tàn hình này. Ồ, con bot to này. Úi dồi, to vãi. Mình đã diệt được 10 tên rồi. Ui, con bot này. Ui. Đông lắm. Một mình mà chấp tận 4-5 người này. Có phải chưa bẩn không? Trời rất là bẩn. Đấy có hai thanh niên đằng trên đang nhảy nhót thế này. Bắn luôn. Ui. Ôi vậy. Con bot ở trên nó cứ lao vào mình, lao vầm vầm. Rồi, thôi chúng ta sang cái game khác thôi. Đây, mình đi chơi cái trò webland này. Đây rồi các bạn ơi. Mình vừa được nhận một cái thông báo của nó là từ phiên bản lần sau, những cái máy nào chạy hệ điều hành iOS nhỏ hơn 12 nó sẽ không hỗ trợ trò chơi này nữa rồi. Búa. Máy cả búa không được luôn. Mình đạt cấp độ 2 trong game này rồi. Hái hoa quả thôi. Đủ không thể hái luôn. Quay cho này xem. Ơ chó à. Này thì chó.
con sói không phải con chó, nhầm. Còn cái búa, ta không có búa mà đập. To lớn này thì bắt nạt con thỏ này. Còn thiếu rất là nhiều thứ. Đi nhặt đá, nhặt gỗ nữa, tí nó mới chế tạo được vũ khí. Một đá à, to quá. Hoa quả này, ăn hoa quả đi. À, một con thỏ. Đuổi theo con thỏ này. Có vẻ như không thể đuổi được. Cái này nó bắt xây dựng lại này. Thiếu dụng cụ. Cái gì đây? Thỏ chạy nhanh quá. Ta đang trong chế độ sinh tồn mà. Bạn cần lựa chọn cái gì đây? Sát thương này, gỗ này. Ôi, một con ngựa, một con ngựa. Đấm luôn. Gì vậy? Cưỡi ngựa cho phép đến vùng xa hơn à? Nhưng mà không thể cưỡi được. Nó không chụp cưỡi. Còn tưởng chúng ta chấp nhận đi. Lấy hết nhé. Con thỏ này, đấm con thỏ này. Ok, xong nhiệm vụ rồi. Chúng ta sẽ sang một game khác. Mình đi chơi trò Crazy One đi. Play nào. À, chúng ta phải giải 6 quyển sách và không được cho đáp án sai. Let's go. Vào thôi anh em ơi. Có ngay một đồng tiền này. Mình đạt tốc độ 5 ở trước đến cái màn này rồi. Ui đỏ thế. Được 2 dụng cụ rồi. Hello, where are you? Đu ba già này. Lên tầng các bạn. Chắc là lên tầng rồi. Sách rồi. Ủa, những quyển sách trong này đáp án nó dễ thế nhỉ. Chuồn thôi. Còn phòng nào? Mình phải tìm được 5 quyển sách nữa, khả năng là sẽ win. Quá là nhỏ nồi luôn. Mình chưa vào trò Roblox. Ô, vào rồi, trong game bây giờ nó nghe mình nhèm chết rất nhiều đây này. Bắt đầu rồi. Ôi, một con zombie nữa. Vũ khí đây. À, bọn này nó tấn công ở dưới đây kìa. Con lợn này. Mày này. Ôi, chúng nó vào hết đây rồi. Chiến luôn. Đánh nhau đã chính nhặng này. Máu mình vẫn rất là trâu. Chuồn thôi, cho các bạn đánh nhau mình sẽ chuồn. Wow. Đông thế.
Thu. Cô ơi. Rồi mình đi vào chợ ice cream. Bây nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ có những cái giây phút đãi ác quần thì quá sợ. Đèn lên đi. Ông này đang gặn. Anh chính bạn của mình mua kem giá rẻ 5.000 một que. Chỉ có 5.000 một que thôi anh mua đi. Đù, này thì ham kem rẻ này. Ham mua kem rẻ tiền. Ít nhất phải ăn kem 10.000, ăn kem 5.000 thì cháu chả bị bắt à. Ta sẽ tìm cái sợi dây thừng để xuống để giải cứu. Rồi, mình sẽ sắm vai anh hùng các bạn. Mình sẽ sắm vai trong vai một superhero. Ô đù. À, dây thừng đấy rồi. Ồ, bạn ơi, bạn đợi tôi chơi đến cứu. Đấy. Hãy cứ tin tưởng vào mình. Có cái chuồng chó này chui đây đi. Ô, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhỉ. Đây có cái map này. Các bạn nghe thấy gì không? Đó chính là giọng hát của cái ông bán kem đấy. Ô đù. Không chạy nhanh được à? Đứng ngoảnh lại. Đây mình đang di chuyển với một tốc độ rất là cao đây. Hy vọng là thoát được sự kiểm soát của cái ông bán kem này. Mày à, lại giật cả mình. Của bố rồi. À, mình đi sang cho Hello Neighbor. Đây mọi người ơi. Mình đã vào trò này rồi. Hôm nay mình sẽ đi lấy trộm chìa khóa xe máy. Là chìa khóa ô tô, lái ô tô. Đấy, ngày xưa không biết. Lúc ngày xưa mà nhảy chỗ này là không biết là gạt lên trên ý, gạt cái góc quay lên trên thì mới nhảy được. Đấy, ngay. Đù. Không thể nhảy được chỗ này. Hôm qua vừa tập xong xong ấy bảo là nó là mình tập cho nó dõi đi xong mình sẽ quay clip đấy, thấy chưa? Ôi ngu người. Buồn thế anh em ơi. Đấy, nhảy này. Rồi bây giờ chuẩn bị cái góc đẹp nhất thôi. Ui. Chà, nhảy phát mình phải dướn cả người lên. Hello. Đấy. Chứ tôi cầm lấy cái hộp này làm cái gì? Tí nữa mình lấy xong cái chìa khóa mình đi ra sau. Cầm cái hộp này nó không lấy được. Mày ném xả đi. Đồ. Ôi. Đây rồi, chìa khóa này. Phải ra ở đây không vấn đề. Đà thôi. Ô, hàng xóm bên này. Mình sẽ nhảy vào đầu mình nhá. Wow, đó là tất cả 12 trò chơi trong ngày hôm nay.